quá nhỉ. Xin cảm ơn và múa chạy cờ hết sức độc đáo đến từ xã Tân Triều. Vâng ạ. Và kính thưa quý chị vị, ơi, cho em đi sư tử được coi là chúa tể trong thế giới động vật. Ban đầu, từ việc chuộng sức mạnh của sư tử, người dân đã làm rất nhiều đồ vật có hình dáng sư tử. Trong kiến trúc, điêu khắc và hội họa đã xuất hiện nhiều chủ đề liên quan đến sư tử. Theo thời gian, cùng với sự yêu mến sư tử ngày càng nhiều, người dân muốn thổi hồn vào sư tử, muốn sư tử phải sống, phải hoạt động được. Thế là họ đã làm mô hình sư tử, mặc quần áo sư tử và bắt chước các động tác, tư thế của sư tử. Đó là những động tác ban đầu xuất hiện điệu múa sư tử. Theo các nhà nghiên cứu, múa sư tử đã xuất hiện cách đây khoảng 1.000 năm, tồn tại cho đến ngày nay. Đây là một môn nghệ thuật biểu diễn dân gian, mô phỏng động tác của sư tử, kết hợp với tư tạo, với võ thuật và âm nhạc. Múa sư tử thường được biểu diễn trong các dịp ngày lễ, lễ hội, góp vui vào những sự kiện quan trọng như khai trương, khai mạc, lễ mừng thọ, đặc biệt là Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu. Với ý nghĩa mang lại cho con người sức mạnh, sự may mắn, tốt lành, tài lộc và thịnh vượng. Và bây giờ đây, xin mời quý vị sẽ đến với phần dự thi của các đơn vị về màn múa sư tử. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật giòn giã để chào đón đơn vị đầu tiên, xã Vĩnh Quỳnh. Xin mời xã Vĩnh Quỳnh.